xin chào tất cả các anh em Tamedia nha. Rồi hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các anh em tham quan nơi sản xuất bàn của bên mình nha anh em. Ok, cho anh em tham quan nơi sản xuất bàn của bên mình. Đây là khu vực bàn giao hàng của bên mình ha. Đây là xe tải bên mình hay đi giao bàn cho khách nè. Đây anh em, đây là xe tải bên mình ha. Bên mình có hai chiếc, đây là chiếc nhỏ 2 bàn 3 bàn, còn chiếc lớn là 8 bàn 10 bàn ha. Thì bây giờ chiếc lớn đã đi Bình Thuận anh em. Ok, đây đây là khu vực đá bên mình hay bóc cho anh em mà đi các bàn đó ha. Đây tối hôm qua bên mình vừa mới về một lô đá Hàn Quốc. Đây mới về một công, mới vừa về một công anh em. Đây đá này đá bàn liếp ha, 12 cục mới về được 12 cục đá này, đá bàn liếp nè anh em. Đây nguyên một đai nguyên kiện đầy đủ hết nha anh em, đá bàn liếp. Đây là đá bàn liếp mới vừa về. Và kế bên là đá của, đây là đá bàn hoa băng nè, bên mình vừa về hàng luôn. Đây đây đá bàn hoa băng nha anh em, đây cực kỳ to nha. Đây đá này dành cho những bàn hoa băng bên mình chuẩn bị bàn giao cho khách. Người ta bây giờ được sự yêu thương của anh em nên đâm ra nên cái mẫu bàn 2022, mẫu bàn Win 2022 bên mình đã được anh em ủng hộ rất nhiều. Ok ha, đây là khu vực kho bên mình nè. Đây quay sơ qua cho anh em coi ha. Rồi đây là những cái, đây là bàn mà bên mình chuẩn bị giao cho khách đó, bên mình sẽ để này hết ha. Đây đây máy ép khung, đây là máy hút chân không nè. Nói chung bàn thì nó có lại hút chân không nữa. Hút chân không á, để mình nói cho anh em nghe, nói cho anh em nghe biết cái vấn đề gọi là hút chân không, anh em biết bàn nó có nhiều chất lượng chứ không phải là riêng một loại. Đây là chất nghệ hút chân không nè. Hút chân không là một dạng giống như đề can nha anh em. Đây anh em bỏ sản phẩm vô nó sẽ hút lại, ok ha. Đây là công nghệ hút chân không, còn đây là cái công nghệ chống chày chống cháy laminate. Ok, đây là hai sản phẩm hiện tại bây giờ trên thị trường Bia cảm thấy nhiều nhất ha. Đây là công nghệ chống chày chống cháy và đây là công nghệ hút chân không. Thì hút chân không nó chỉ được một cái là đẹp thôi ha, chứ còn không có chống cháy nha. Còn đây là chống cháy nè, rất rõ ràng ha. Đây sản phẩm bàn Win bên mình nè, chuẩn bị tí nữa là bàn giao cho khách nè. Như anh em đã thấy ha, đây đây là chống cháy nè, rõ ràng đây là chống cháy ha. Và đây là công nghệ hút chân không, đây là không chống cháy, rõ ràng ha. Tại bên mình là nhà sản xuất nên đâm ra bên mình phải nói rõ ràng với khách. Ok, rồi cao su thì bên mình đã sử dụng cho anh em là cao su Willin, đâm ra anh em yên tâm ha. Cao su Willin 4 cạnh này là đầy đủ. Đây thùng cao su Willin nè, đây đây là thùng cao su anh em thấy rõ không? Ok ha, bắt đầu thay quan nha, rõ ràng nha. Rồi rồi đây đây là khu vực đây là khu vực bên mình sản xuất bài bia nha anh em. Đây là khu vực sản xuất bài bia của bên mình. Đây quay cho anh em coi đây ha, đầy đủ hết. Nói chung máy móc bên mình là hiện tại bây giờ là đầy đủ, tất cả những loại máy nào là đều có hết. Ok, CNC cắt tự động, làm gỗ làm mộc đầy đủ. Còn đây đây là phần gỗ nè anh em, đây là cái quan trọng nhất của cái bài bia bên mình nè ha. Tất cả những bàn bia hàng gỗ Thanh Minh bên mình đều ra cho anh em mà bàn loại một nha. Tất cả những bàn loại một bên mình đã sử dụng cho anh em. Đây là gỗ nhập khẩu của châu Âu, đây chính xác là gỗ sồi, gỗ sồi trắng ha. Gỗ này là gỗ nhập khẩu cho anh em chứ không phải là gỗ Việt Nam nha. Đây gỗ này gỗ nhập khẩu cho anh em. Đây những cây này là những cây bên mình cắt ra để chuẩn bị làm khung cho anh em nè. Ok ha, đây tất cả luôn. Hàng bên mình chưa về, hiện tại bây giờ do số lượng từ cái lúc mà mình ra cái mẫu bàn Win á, đây mẫu bàn nè, Win 2022 là anh em. Từ lúc ra cái mẫu bàn Win 2022 này số lượng khách đặt hàng bên mình rất nhiều, thì đâm ra hiện tại bây giờ bên mình đang bị quá tải, mấy anh em đang bị quá tải để làm bàn cho khách. Đây ha, đây là mẫu bàn Win 2022, sản phẩm do bên công ty Bia Thanh Minh sản xuất và phân phối trên thị trường Việt Nam. Ok ha, đây mấy anh em đang kiểm tra nè, đây là công đoạn mấy anh em đang kiểm tra, công đoạn cuối cùng kiểm tra này hoàn tất xong xuôi hết rồi bên anh em mới đóng gói lại để chuẩn bị bàn giao cho anh em. Ok ha. Đây đây là cái khung bàn anh em, chú lật đây cho coi cái. Đây anh em thấy ha, gỗ nè, gỗ nhập nguyên cây hết nha, hàng xịn đàng hoàng nha. Rồi ok, đây ha, đây tại bây giờ do số lượng bàn đang đặt rất nhiều nha anh em. Đây là những cái chân bàn thành phẩm nè anh em ha. Đây những chân bàn thành phẩm chuẩn bị giao tới tay những anh em nè. Đây
những bàn thành phẩm hết nè. Tất cả những sản phẩm của bên mình đó anh em nhìn kỹ nha. Tất cả những sản phẩm bên mình đều có đóng logo và đảm bảo chất lượng cho anh em ha. Đóng logo để đảm bảo cho đúng hàng, đúng chất lượng cho anh em, cho tất cả các anh em mình. Đây, logo bên mình hết nha. Còn đây là bàn nè. Đây, như anh em thấy ha. Đây, gỗ bên mình là gỗ nhập hết nha anh em. Đây, gỗ nhập để làm gì? Gỗ nhập để đảm bảo cho anh em xài cái bàn nó sẽ êm hơn và ngon hơn, và tránh tình trạng nó bị cong giật. Đúng không? Gỗ nó thì cái vấn đề bị cong giật nó sẽ rất là khó chịu. Ok ha. Rồi quay một vòng anh em coi. Đây là khu vực ra thành băng. Ok ha. Đây là khu vực sơn nè. Đây là khu vực phòng sơn nè anh em. Nói chung diện tích kho mình hiện tại bây giờ vận xưởng mình khoảng 2.000 m², nằm ngay Thủ Đức. Ok ha. Đây là khu vực khu sơn. Hồi xưa thì sơn, công nghệ sơn thì nó nhiều, chứ còn ngày nay tất cả xài bằng ván laminate với lại khúc chân không hết rồi, nên đâm ra sơn hiện tại ngày hôm nay sẽ ít lại. Đây là khu vực sơn ha. Khu vực sơn mình hồi xưa là có 2 buồng, một buồng là sẽ có 2 máy, mình sơn bằng máy tự động hết. Nhưng hiện nay bây giờ thì anh em biết rồi, sơn nó càng ngày bàn bị da càng ngày nó sơn lại càng ít lại á, nên đâm ra cái vấn đề không còn nhiều như hồi trước nữa. Đây là mẫu bàn chuẩn bị ra mắt cho anh em nè ha. Rồi đây là khu vực phòng sơn. Khu vực sơn sơn xong sẽ đóng gói bọc hàng lại. Nói chung do mẫu bàn ngày hôm nay, mẫu bàn Win 2022 hiện tại bây giờ không còn bàn, đâm ra kho, cái khu vực kho này không còn gì hết em. Anh em thấy rõ ha, khu vực kho này không còn gì hết. Nói chung sắp tới để mình sửa sang lại cho nó đàng hoàng lại, nhìn nó bê bối quá. Anh em thông cảm nha, là do hàng nó đi liên tục á, mấy anh em hiện tại bây giờ đang bị quá tải. Ok. Rồi anh em nào có nhu cầu tư vấn bàn pizza, tư vấn bàn pizza ha, phụ kiện pizza, cơ pizza, là cần thiết kế câu lạc bộ pizza, anh em vui lòng liên hệ bên mình nha, công ty Pizza Thanh Minh. Bên mình chuyên sản xuất bàn pizza, giao tới nơi anh em, rồi set up thiết kế câu lạc bộ cho anh em ha. Tất cả mọi thứ hàng chính hãng hết. Ok, hàng chính hãng từ đầu đến cuối hết nha anh em, yên tâm. Từ khâu sản xuất tới khâu lắp ráp cho tới khâu vận chuyển đầy đủ hết cho anh em mình ha. Ok. Rồi mình quay một vòng cho anh em coi lại ha. Ok. Rồi anh em cần gì, anh em cứ giữ liên hệ với mình nha. Ok, công ty Pizza Thanh Minh nha anh em. Rồi mẫu hết nhất hiện tại bây giờ, mẫu bàn Win 2022. Ok nha anh em. Rồi xin chào mọi người nha. Anh em nào cảm thấy hay, anh em vui lòng cho mình xin một like. Anh em mà chưa follow cho mình xin một follow nha. Rồi anh em cần mình tư vấn về những gì liên quan về pizza, anh em có gì comment bên dưới, mình sẽ tư vấn cho anh em. Ok. Rồi xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người, hẹn mọi người một video khác. Rồi hello, bye bye.